Aston Villa lợi dụng thói quen dâng cao của Nơ. Huấn luyện viên Unai Emery cho biết Aston Villa đã lên kế hoạch ghi bàn dựa vào thói quen dâng cao của Manuel Nơ ở trận thắng Bayern Munich 1-0 tại Champions League. Phút 79 trận đấu trên sân Villa Park tối ngày 2 tháng 10, trung vệ Pau Torres truyền dài vượt tuyến hướng đến vị trí của tiền đạo vào sân thay người Jon Duran. Nhận thấy Nơ đang dâng cao, tiền đạo người Colombia sút một chạm từ cự ly hơn 30m, đưa bóng vượt qua đầu thủ môn người Đức và đi vào lưới. Sau trận, Emery tiết lộ đội bóng của ông đã lên kế hoạch ghi bàn thắng như vậy trong quá trình chuẩn bị trước trận. Khi phân tích các băng hình của Bayern, chúng tôi đã nói rất nhiều về việc Nơ thường xuyên dâng cao, huấn luyện viên người Tây Ban Nha nói. Tôi biết Duran sẽ dứt điểm ngay, vì đã chuẩn bị cho khả năng như vậy trước Nơ. Thủ thành Emiliano Martinez thì ca ngợi Duran, người ghi 5 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị mùa này, trong đó có các bàn ấn định chiến trước West Ham, Everton và Leicester. Duran trở lại với một tâm lý khác ở mùa này, nhà vô địch World Cup 2022 nói. Duran sẵn sàng làm việc chăm chỉ, thúc đẩy Ollie Watkins và là siêu dự bị. Cậu ấy lốp bóng tuyệt vời qua đầu Neuer, một trong những thủ môn hay nhất lịch sử. Neuer sinh năm 1986, từng chơi 124 trận ở đội tuyển Đức, góp mặt qua 4 kỳ World Cup, 4 kỳ Euro với đỉnh cao là vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil. Anh khoác áo Bayern từ năm 2011, chơi trên 520 trận trên mọi đấu trường, giành 11 Bundesliga, 5 cúp quốc gia Đức, 6 siêu cúp Đức, 2 Champions League, 2 siêu cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup. Bên cạnh những danh hiệu, Neuer còn được biết đến như một người tạo ra vị trí mới trong bóng đá, thủ môn quét. Anh thường lao ra khỏi cấm địa để phá bóng như một hậu vệ, và điều đó cho phép hàng hậu vệ đội nhà chơi dâng lên cao hơn, gây áp lực lớn hơn cho đối thủ. Khi được hỏi có sai lầm vì đứng ngoài vòng cấm trận đấu hôm qua hay không, Neuer đáp, mọi người đều biết rằng tôi làm thế trong mọi trận đấu. Tiền đạo của Aston Villa đã làm tốt. Tôi có thể đứng lùi xuống 2 mét, nhưng đó là phong cách thi đấu của tôi và toàn đội. Nhưng tôi không biết huấn luyện viên có thay đổi điều gì sau bàn thua này hay không. Trận này, Bayern giữ bóng 70% và tung 17 pha dứt điểm nhưng đều không thể tận dụng. Huấn luyện viên Vincent Kompany cho biết ông không trách móc Nơ, mà cho rằng Bayern thất bại vì dứt điểm kém. Chúng tôi có nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng không thể ghi bàn, huấn luyện viên người Bỉ nói. Nếu bạn không tận dụng cơ hội của mình, thì khả năng cao sẽ thất bại. Chúng tôi mất tập trung một tình huống và để Aston Villa ghi bàn. Cuối tuần này, Bayern tiếp tục làm khách trước Eintracht Frankfurt ở vòng 6 Bundesliga, còn Aston Villa tiếp mang UTD ở vòng 7 ngoại hạng Anh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.